sao hay sao, thấy xe này như thế nào, đã không? Đây không có cái đường test, anh kiếm cái đường test coi. Cái gì? Đường test là sao? Là đường để chạy thử, đường này chạy khó khăn quá à. Em tính test mát bít chiếc này luôn hả? Ừ. Bây giờ anh ngồi, anh không có chỗ gác chân này, sao ngồi nè? Anh dắt lên đuổi em. Ủa xe nó không thắng hả? Vậy lấy gì thắng? Bấm thắng trước không ạ? À? Bấm thắng trước rồi phải không? Để mình làm quen cái đó chứ mình chạy một cái là mình quên cái là mình lủi luôn á. Nè. Giờ không thắng sao nha. Có thắng trước rồi, thắng trước ăn không? À. Chắc không? À. Thắng trước mà không ăn là chết liền á. Ù cái xe lùn dữ ta. Bây giờ anh chạy thử ha. Xe này là làm cấu hình là nồi áp dung, nồi đắp dung. Nồi gió bô. Là cục máy zin chỉ làm nồi thôi. Cái nồi của bạn này làm là hơi bị bắt luôn. Chứ bạn quên. Quên bút cục. Rồi xong luôn. Chết mồ rồi. Cái bo này đúng hay luôn anh em. Thôi không có thắng. Nè mình chạy qua mấy cái gờ phải từ từ thôi. Đó. Bây giờ dựng chống lên nè. Ủa mình dựng chống ngang được không? Thử coi. Không chống ngang không được, chống ngang không được. Cái này phải làm chống lùng mới được. Dạ, phải cắt chống. À. Quá ghê luôn. Ok anh em nhớ bạn này không? Bạn này là hôm trước mình có quay cái clip qua thăm á, nay khỏe chưa? Hôm nay là thấy tình trạng trong người nó như thế nào? Nó bình thường chưa? Hầu như là bình thường rồi đó. Ừ. Chờ mổ lấy ốc ra. Nói chung cái xe này thì mình thấy rất là ít anh em dọn. Thường là mấy anh em hay dọn cái quay black hoặc là quay nhỏ. Nhưng mà xe này là cái dòng quay đời mới, quay RSX. Thì hồi trước mình cũng có sở hữu chiếc này. Chiếc này nếu mà anh em để zin thì nhìn nó không có được đẹp. Để zin thì nhìn nó sao sao á, nhưng mà khi mình hạ lùng á thì cái xe nhìn nó đẹp hơn. Ok thì bây giờ mình soi vòng vòng coi xe này nó gắn những gì ha. Thì về cái dàn áo của quay RSX này á, thì nó hơi hơi giống cái hàng Winner, mà mình thấy là nó đẹp hơn hàng Winner á. Dàn áo xe này là đi màu đen không tem, đi cái miếng tem quay nổi đây thôi. Rồi cái dàn nhựa nhám, cái dàn nhựa nhám này là em mua nguyên một bộ hay là em sơn? Trước mà người ta sơn lại rồi. Anh em thấy là cái dàn nhựa nhám này á, nó là nó được sơn cái màu xanh này, gọi là xanh bitunat. Xanh đi trong á, màu xanh cũng đen còn rất là hot luôn. Thì để mình quay cho anh em coi xe này gắn gì ha. Thì xe độ cho nên là gắn một cái cụm domino ở đây. Cụm này cụm tăng, nó giảm hành trình ga mình lại. Cụm phay mà nhìn cũng đẹp dữ ta. Nhưng mà cụm phay phay chứ dặn vẫn ok mà. Nhẹ, ga nhẹ. Xe này là thắng đùm. Thắng đùm. Lên thắng đĩa. Là lên thắng đĩa tốn tiền á. Bình thường mấy cái chiếc xe mà thắng đùm anh là biến lên thắng đĩa lắm. Tại vì mình lên nguyên một bộ luôn. Mình phải lên cái bình dầu trên đây nè. Cái tay dầu nè. Rồi vỏ phuộc nè. Heo dầu nè, đĩa nè, đùm nè, ốc ác nè. Đúng không? Rất là cực. Để chút xíu mình quay cái phần đĩa cho anh em coi ha. Bây giờ cái xe nó đang nằm hướng này thì mình quay bên hướng bên đây. Yên là gọt giống như là cái tấm thớt luôn. Bằng thẳng luôn. Ủa sao mà mình không gọt kiểu như là nó có sống lưng á? Cái này là hồi trước đưa cho ông kia ông gọt, tại Yên là tính mua Yên mới á. À. Gọt hư. Ừ, nó hơi xấu ha. Mod nó thì cũng xuống cấp rồi nè. Mà chở gái cột thì cũng được. Ờ, cái này chở mấy em. Gác chân không có nè. Xe này là gác chân không có nè. Xe này mà chở người ngồi sau là người ngồi sau ngồi sao biết không? Gác chân chung. Đó, ngồi gác chân chung vậy nè. Gác chân in đồ. Ừ. À, gác vậy hả? Xanh đen. Nhìn xanh đen phối giống như mấy chiếc Vario á. Cái dàn nhựa nhám là mình sơn màu xanh ha. Bây giờ mình xuống cái dàn cầm của xe này đi. Xe này là đi cái đùm gì? Đùm này chắc đùm Thái hay sao mà nó chút xíu rồi ta? Đùm gì ta quên. Đùm này đùm gì ta? ABS. Đùm ABS hả? Đùm xe. Đùm xe. Đùm xe quay. Đùm xe quay không? Đùm xe gắt. Đùm xe gắt hả? Dạ. Xe gắt với xe quay nó khác, đúng rồi.
Cái này là đùm, mấy cái đùm gắt anh em, dạng đùm gắt á, nó rất là nhỏ. Bình thường cái đùm xe của mình thì nó bự vậy nè, nhưng mà đùm gắt là nó nhỏ xíu vậy nè, giống như xe đạp vậy á. Nhìn nó y chang xe đạp luôn anh em. Thì câm là đi câm mạ rôm. Câm ít 1R. Câm ít 1R thì nó cũng mạ rôm. Nó cũng như một thôi, đúng không? Là đùm rắc nè, câm ý 1R nè, niền là mình đi niền cơm sa, cơm sườn, niền cơm star, cơm nè, ngôi sao gọi là cơm star, rồi fit sina rim, quá dữ luôn, quá đẹp luôn. Thì chủ xe này đi cái niền màu đỏ, trước sau là cái niền này cái size nó bao nhiêu ta, đằng trước là size nó bao nhiêu? 1.4, sau 1.6. Lớp trước là mình đi lớp camel hả? Dạ. Camel. Lớp trước này chắc 45 hả? 45 ạ. Lớp trước 45. Nhìn cái lớp xe nó rất là nhỏ luôn. Dạ. Thì cái lớp này nó giống y như cái lớp mà chiếc Mio của anh gắn ở nhà. Ok, đằng sau là mình đi một cái lớp bao nhiêu? Sao đi vỏ vuông. Vỏ vuông hả? Vỏ vuông chị Sơn. Lớp này đẹp nè. Cái này cũng của thương hiệu camel luôn. Camel luôn. Mà nhìn nó vuông sột à. Cái này là đi cua, không có dành cho đi cua mà chỉ để dành cho chạy 200-300 mét đó. Đó. Quá đẹp luôn ha. Cái lớp này bao nhiêu tiền ta? Mua bộ luôn tầm tùy theo chỗ. Cũng nói giá. Tùy chỗ thôi, mấy trăm ngàn. Thì cái lớp này á, cái size lớp của nó là 60-80. Nhưng anh em nhìn nó sẽ rất là nhỏ. Bình thường cái lớp rắc á, thì nhìn nó nhỏ. Còn anh em mua cái lớp 60-80 mà lớp bình thường thì nó bự hơn nhiều lắm. Lớp này nhìn nó nhỏ bằng ở lớp trước luôn á. Phụ này là phụ Sirius cho nên là cái xe nó lùn lại hả ta? Dạ. Gắn vô không có chế cháo gì hết. Cái này kéo gấp luôn nè. Gấp này gấp phu mập. Gấp phu mập hả? Dạ, gấp phu chờ mập. Sao mà không đi gấp phu ốm? Phu ốm ngắn lắm. Kết hợp với cái phụ Sirius hả? Cho nên là cái dáng xe nó lùn lại. Cái này ngồi lên nó nhúng xuống nữa là nó lùn nữa nha anh em. Nhìn đẹp không? Đằng trước là mình hạ phuộc nhiều không vậy? Hết luôn á. Hạ hết luôn hả? Dạ. Là còn nhúng được không? Leo lên là đúng. Hết nhúng luôn rồi. Là còn dưới đây là leo lên là xịn luôn. Xe này kiểu như là đang trong cái tình trạng mà mình dọn lên thôi chứ chưa có hoàn thiện. Thì cái xe này nó đi cái dàn đĩa trước cũng quay bình thường thôi, đĩa quay nè. Thì ở đây là đi một cái con heo dầu Nissin, heo dầu này heo dầu quay S đó. Kết hợp theo đó là đi một cái cọng dây dầu gì ta? Dây dầu Morin. Mấy trăm ngàn. Dây dầu Morin này thì dễ chơi, giá nó rẻ. Màu xanh da trời. Ở đây thì có cái chữ chú ý nè. Cắm gác chân, dép lên yếm ba ga yên, vi phạm phạt $1,000. Gì cơ vậy? Cấm phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú ngồi lên xe. Tại sao? Xui xe. Cấm chụp ảnh, quay phim, copy phiên bản với mọi hình thức này được. Khi mượn xe vui lòng đổ xăng đầy dùm và nhớ rằng nhiều cây xăng bây giờ đổ xăng gian lắm. Ok. Cái này được nè, cái này mua ở đâu ta? Thì mua nó cái dán sẵn vậy đó. Cái này kiếm miếng dán lên xe được nè. Cái này chú ý kiểu như cảnh báo á. Ok, cổ inox 304 bình thường thôi, bô là đi bô K1. Cái bô K1 này á là hàng 11 thôi anh em, nhưng mà nó nổ âm rất là hay. Cái này em có gắn tiêu không vậy? Không, không gắn tiêu luôn hả? Mà nghe nó không có lớn lắm, nghe nó chát thôi. Nghe nó không có lớn lắm mà nó có nỉ, nghe nó ấm. K1 thì nó có nỉ và xe này không đi hắn sau luôn. Nhìn cái bô là nhõng lên tới biển số luôn, hơn biển số luôn. Xe rớt biển số rồi, chưa có làm lại luôn. Đây là không có thắng sao luôn. Hồi nãy mình lên mình chạy là mình kiểu như không có quen xe luôn á, không dám chạy luôn á. Giờ máy này không làm gì hết. Máy này đợt bị chạy bị gãy xúc bắp. Rớt xuống sấy xúc bắp lại thôi. Còn trái zin, đầu zin làm nồi TA6 lò xo. Cái nồi này hơi bị ngon luôn á nha, nãy anh chạy là thấy nó bốc, hơi bị bốc luôn. Tại nồi đợt em canh lại rồi. Đợt em mua xem cái nồi này gáp chạy cũng gần 3-4 năm rồi. Đợt tháo xuống làm lại luôn. Nếu mà xe này đợt hồi trước mà em đi lẩu á, lẩu cái đuối á là bô móc, gió sóng, nồi 6 lò xo, 520. Thôi mai mốt giờ Sài Gòn nó cũng có bán lẩu cái đuối nữa, mình ra mình ăn mình đỡ mất công đi xa. Đúng không? Đi xa nguy hiểm, đường tối đồ. Em chạy mà đường tầng rằng luôn là 120 á. Ghê vậy? Dạ. Là đồng hồ quay đúng không? Đồng hồ đúng zin của nó 120 luôn. Ê Văn, bây giờ mượn xe ra chở bạn đứa em được không? Xe anh đi. Thôi xe anh đi riết chán lắm. Bây giờ anh lấy xe này mình chạy không? Nó mới giữ. Đúng
bước là gác chân nấu. Gác chân gác lên cái bô được không? Ý quên, gác lên má xe không có gác chân luôn á trời. Gác lên đùi. Gác đùi, quan trọng là người ta có chịu gác hay không thôi. Mà xe này chở hai được không? Cũng ổn á. Ổn không? Trong thời gian trong đường đoạn đường gắn thì cũng ổn á. Giờ anh đi xa đi ra tới kia lận á. Chua à? Chua không? Anh ra chưa tới đó nữa là anh đi đâu á. Bây giờ mình đi, mình vừa đi mình vừa núp đi chắc không sao đâu. Lấy bù nhù nhét ống bô lại cho nó nhỏ bớt ha. Ví dụ tới chậm 2 thì anh chưa ra tới chậm 2 nữa anh vô tới phường rồi. Trời đất ơi, xe gì kỳ vậy, xe người ta làm để đi mà xe cứ ra đường là gặp công an à. Thôi nó chơi chứ anh chạy ra đây gần à. Ngã ba Mỹ Thành à. Ê bây giờ xuống cũng xuống giùm anh trống rồi. Vậy là tính ra cái xe này á, nếu mà mình đi á thì mình hơi tốn kém xíu. Mình phải mướn một thằng theo mình mỗi lần xuống trống là nó phải khinh cái đít. Đâu mình mướn lên cái là trống tự công à. Phải không? Chứ không phải mướn thêm thằng đi theo hả? Ok. Bây giờ mượn xe đi chở gái nè. Ở đường này xuống không được. Ê, khinh cao nữa, cao xíu nữa. Má ơi, cái xe đi cực quá. Ủa, xe đi xa vậy? Hả? Anh vừa xa vậy? Xe mới mua. À, xe kia nó không có ngầu, xe này đi cho ngầu, rước em cho ngầu. Nhưng mà em cảm nhận như thế nào với xe này? Nó tươi kiểu như đuổi sao. Cái gì? Chạy bắt người quá à. À bây giờ chúc cho em chạy thử nè, chạy không? Ừ. Được không? Ok ok. Chết mồ rồi. Nhưng mà nhớ là cái xe này là mình không có chạy lên mấy cái gờ nha. Chạy một cái là cạ liền á, bể lóc liền á. Đó, chạy thử coi. Mà biết chạy xe không? Hả? Bây giờ dặn em nè, cái xe này nó không có côn nha. Nó là xe bình thường. Thì ở đây là cái thắng là chỉ một địa điểm duy nhất là mình để mình thắng nè. Dưới đây là nó không có thắng nè, thấy không? Thấy không? Đó, bây giờ... Bây giờ chạy thử coi. Được không? Ok, cho em gái này chạy thử cái xe này luôn. Con gái mà chạy mấy cái xe dáng này nhìn hơi bị ngầu luôn em. Thì bạn này là... Sao hay sao? Thấy xe này như thế nào? Đã không? Đây là cái đường test. Anh kiếm em cái đường test coi. Cái gì? Đường test là sao? Là đường để chạy thử, đường này chạy khó khăn quá à. Em tính test mát bít chiếc này luôn hả? Bô êm hả? Cái bô này mà êm hả? Em nghĩ sao hả? À? Để anh coi lô tai có vấn đề không? Em thấy bô mấy anh của em mà cứ bịch. Bịch. Anh hỏi dùm em á, anh kia có bán chiếc xe này không? Chủ xe này có bán xe này không hả? Đúng rồi. Không biết nữa. Bây giờ em muốn mua xe này làm gì? Em muốn để chạy. Chạy đi học á hả? Chứ sao? Nói coi, cái xe này mà vô trường một phát hoặc là mấy cái ông ở trong trường là ông sợ em luôn á. Căng à. Anh hỏi giùm em đi. Ok, hỏi, nó ngồi đằng kia kìa, chút chạy lại hỏi. Ừ. Mà xe này em chạy cẩn thận nha, nó không có thắng nè. Trời. Sao không có gác chân nè. Mà cái xe này nó không có gác chân sao em chở bồ em? Bồ gác chân người em. là mốt có bồ là cho nó gác chân lên đùi mình luôn. Rồi. Đã vậy trời. Không thì nó chở em gác chân người nó. Sướng vậy? Đúng không? À. Ok. Bây giờ anh ngồi anh không có chỗ gác chân nè, sao ngồi nè. Ok, dạ, bây giờ chạy đẳng đi, gác chân lên đùi phải không? Anh chỉ đường. Hả? Anh chỉ đường. Chỉ đường á, chạy thẳng đây nè. Dạ. Chạy thẳng đây xong mình quẹo trái, quẹo phải, quẹo trái, quẹo phải, xong rồi thấy ngã ba quẹo trái, quẹo phải, quẹo phải, quẹo phải, quẹo trái, tới. À, tới gì á? Ok. Rồi đẩy lên. Bây giờ hỏi em nha. Dạ. Xe này nè, với xe này em chọn xe nào? Nếu em có tiền em mua á. Xe này. Xe này nhớ đọc hơn. Thiệt luôn á hả? Chọn. Ê bây giờ bạn này đang kiếm xe mua á.
Hỏi mua chiếc này em bán không? À, xe này người ta đâu có bán đâu để mua. Xe này kỷ niệm nhiều lắm. Kỷ niệm nhiều lắm. Đi, nó đi từ em từ lúc chiếc ba tới chiếc em giờ nữa đó. Là chiếc này là chủ xe không có bán rồi, có buồn không? Bây giờ em có tiền em mua chiếc quay gì anh dọn cho em cái bánh nhỏ hơn bánh này luôn, giữ luôn. Thiệt. Thì cái xe này á, em nhìn vô là em thích ở điểm nào? Cái gì? Thích gì? Hai bánh xe em cái bồ này nhìn nó dễ thương. Thích hai cái bánh xe với cái bồ. Dễ mà, vậy đi ra ngoài chợ Tân Thành á mua hai cái bánh xe với cái bồ gì để trong nhà. Nói vậy đó, vậy em phải mua xe rồi. Bây giờ là ở nhà em có xe gì? Em có Charlie. Charlie hả? Bây giờ em đổ cái Charlie em đi, mua cặp bánh này với cái bồ gắn lên chiếc Charlie. Mình nhìn hơi bị đẹp luôn á. Đẹp. Khi nào mà bạn gái này có xe á, thì mình sẽ quay cái xe của bạn này cho anh em xem ha. Bây giờ là đang trong cái tình hình là đi kiếm xe mua thôi, cho nên là gặp cái xe nào đẹp á là thích lắm. Đúng rồi. Ok thôi, video này cũng khá dài ha. Cảm ơn em đã xem video này của mình. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì thôi, chắc anh em mình đi ăn cơm trưa. Bye bye anh em ha.